trang bị thần thoại đấu trường chân lý mùa 10 được hé lộ trên Twitter. Trang bị thần thoại là một trong những loại trang bị mạnh mẽ, tối thượng nhất trong liên minh khi cho phép tướng thăng tiến sức mạnh cực nhanh và mỗi tướng chỉ được lên một món mà thôi. Mới đây, cộng đồng xôn xao khi phát hiện một chi tiết thú vị trên trang Twitter chính thức của đấu trường chân lý. Bài đăng có nội dung: Ủa, sao không ghép được kiếm súng với nỏ sét nhở? Theo đó, nhiều game thủ cho rằng đây chỉ là một bài đăng trêu đùa đến từ Riot. Tuy vậy, bức ảnh xuất hiện món thần thoại lưỡi hái bóng đêm, từ đó làm cộng đồng hoài nghi. Cụ thể, mọi người xôn xao cho rằng đây là ẩn ý của Riot để ngầm giới thiệu cho cập nhật giữa mùa 9 hay mùa 10 sắp tới. Đồng thời, đây cũng có thể là một trong các tính năng mới của đồ chơi chân lý, rất có thể sẽ liên quan đến trang bị thần thoại. Dựa vào bức ảnh, cộng đồng đã tranh luận khá nhiều. Một số cho rằng lớp trang bị thần thoại trong đồ chơi chân lý sẽ hoạt động như một cách dung hợp giữa 4 trang bị thành phần hoặc 2 trang bị hoàn chỉnh thông thường với nhau. Dựa theo bức ảnh trên, trang bị nỏ sét hoặc mũ phù thủy kết hợp với kiếm súng hoặc huyết kiếm sẽ cho lưỡi hái. Tuy nhiên, số khác khẳng định đây là ý tưởng quá điên rồ khi kết hợp quá nhiều mảnh thành phần vào một đồ lớn. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng và ổn định của game. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng Riot nên giới hạn số trang bị thần thoại từ 4 đến 5 món để tạo nên sự khác biệt. Tuy vậy, đây chỉ là dự đoán, hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào. Thế nhưng, cơ chế này cũng từng xuất hiện ở mùa 5 và 5.5 với trang bị ánh sáng, bóng tối. Hy vọng Riot sẽ mang trở lại một lần nữa để chiều lòng game thủ.